Ok, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì trong video này, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy bay Boomerang version 06. Thì để gấp cái máy bay này, chúng ta có thể sử dụng giấy A5 hoặc giấy A4. Thì trong phiên bản này, mình sẽ sử dụng giấy A4 cho mọi người. Thì đầu tiên, để gấp máy bay này, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, tôi sẽ lấy dấu. Đây, tôi sẽ lấy dấu. Các bạn chú ý làm theo tôi nhé, phải gấp thật chuẩn thì mới đáp ứng được cái độ chính xác của máy bay Boomerang. Ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ lấy dấu tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ nêu tiếp. Ok, mình đã. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gấp như sau. Chúng ta gấp hai bên vào điểm chính giữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gấp dấu đường này xuống dưới cái đường này. Chúng ta chú ý phải gấp đúng với mép này. Ok. Ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ lấy dấu hai bên vào đây. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ gấp nếp hai bên vào.
sẽ gấp vị trí đây về với góc này, về góc này. Tiếp theo mình canh đây. Đó. Như vậy. Tiếp theo, phần quan trọng nhất là cái đuôi máy bay này. Chúng ta cần gấp nó lên. Nó cong phần đuôi máy bay. Ok. Như vậy chúng ta đã hoàn thành chiếc máy bay Boeing. Chúc các bạn thành công.